Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ trình đạo luật trừng phạt Trung Quốc vì che giấu viêm phổi Vũ Hán. Mỹ dường như đang đẩy Trung Quốc vào đường cùng khi cùng thời điểm tại Thượng viện, các thượng nghị sĩ Mỹ đã đề xuất đạo luật trừng phạt Trung Quốc vì dịch viêm phổi Vũ Hán. Còn tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thẳng thừng loại trừ khả năng đàm phán lại thỏa thuận thương mại Mỹ và Trung Quốc. Vào ngày 12 tháng 5 năm 2020, các nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Mỹ đề xuất dự luật trao cho Tổng thống Mỹ Donald Trump quyền áp dụng các biện pháp trừng phạt Trung Quốc nếu Bắc Kinh không đưa ra lời giải thích đầy đủ về sự bùng phát của viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh Thượng nghị sĩ Inhofe nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Dự luật mang tên Đạo luật trách nhiệm giải thích viêm phổi Vũ Hán do nhóm 9 thượng nghị sĩ đề xuất gồm Lindsey, Tom, Cindy, Mike, Rock, Staver và một số nghị sĩ khác. Dự luật này cũng yêu cầu Tổng thống phải chứng nhận trước Quốc hội trong vòng 60 ngày rằng Trung Quốc đã cung cấp một báo cáo toàn vẹn với đầy đủ cho bất kỳ cuộc điều tra viêm phổi Vũ Hán nào do Hoa Kỳ và các đồng minh hoặc chi nhánh của Hoa Kỳ như Tổ chức Y tế Thế giới thực hiện. Dự luật cũng yêu cầu Tổng thống chứng nhận rằng Trung Quốc đã đóng cửa tất cả các chợ bán động vật hoang dã, có thể khiến con người gặp rủi ro về sức khỏe và trả lại tự do cho tất cả những người ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông bị bắt trong các cuộc đàm áp sau đại dịch. Nếu không thể xác nhận được những vấn đề trên, dự luật sẽ ủy quyền cho Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt Trung Quốc, bao gồm đóng băng các tài sản, cấm đi lại, thu hồi thị thực cũng như hạn chế các doanh nghiệp Trung Quốc vay mượn từ các định chế tài chính Mỹ và cấm các công ty Trung Quốc niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch của Mỹ. Theo hãng tin Reuters, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cũng chưa phản hồi khi được yêu cầu bình luận. Tuy nhiên, từ trước giờ Bắc Kinh vẫn luôn nói rằng họ đã minh bạch về đại dịch viêm phổi Vũ Hán, khởi phát từ thành phố Vũ Hán này, thuộc miền Trung của Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Lindsey, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ là một đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói ông tin chắc rằng nếu không vì sự lừa dối của Trung Quốc thì viêm phổi Vũ Hán sẽ không tìm đường tới Mỹ, nơi đã ghi nhận hơn 1,4 triệu ca nhiễm và 83.400 ca tử vong tính đến sáng ngày 13 tháng 5, và con số này vẫn tiếp tục tăng lên từng giờ, từng ngày. Đây là hình ảnh Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey, một đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, một trong những nhà bảo trợ cho dự luật. Ông Graham nói, Trung Quốc đã từ chối cho phép các nhà điều tra nghiên cứu quá trình đại dịch bắt đầu bùng phát. Tôi tin chắc Trung Quốc sẽ không bao giờ hợp tác để tiến hành một cuộc điều tra nghiêm túc nếu ta không bắt họ làm như vậy. Thượng nghị sĩ James, một trong những người bảo trợ khác của đạo luật trách nhiệm giải trình viêm phổi Vũ Hán, tuyên bố như sau. Trung Quốc phải chịu trách nhiệm vì vai trò gây thiệt hại của họ trong đại dịch này. Ông James nói tiếp, việc họ hoàn toàn lừa dối về nguồn gốc và sự lây lan của virus đã lấy đi của thế giới khoảng thời gian quý giá và cả những sinh mạng khi dịch bắt đầu lan rộng. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien và cố vấn kinh tế quốc gia Larry hôm thứ Hai đã cảnh báo rằng không nên đầu tư tiền hưu trí liên bang vào các công ty Trung Quốc vì khả năng các lệnh trừng phạt trong tương lai sẽ xuất phát từ hành động có thể phạm tội của chính phủ Trung Quốc trong đại dịch của virus corona. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cũng đã từng bóng gió về các lệnh trừng phạt trong tương lai đối với Trung Quốc vì sự tàn phá gây ra cho nền kinh tế toàn cầu và đời sống của con người. Về phía đảng đối lập, Thượng nghị sĩ Tim Kaine thuộc Đảng Dân Chủ đang kiểm soát Hạ viện nói những điều tệ hại chắc chắn sẽ xảy ra ở Trung Quốc nhưng cần phải xem xét toàn bộ câu chuyện và chính quyền Trump không thể trốn tránh sự giám sát. Đây là hình ảnh Thượng nghị sĩ Tim Kaine của Đảng Dân Chủ. Trong một sự kiện do Trung tâm Median Washington tổ chức, ông nói như sau. Trước tiên hãy đưa câu chuyện ra bàn và xem phần nào của vấn đề này ai phải chịu trách nhiệm để có cách khắc phục vấn đề và sau đó chúng ta có thể quyết định về trách nhiệm giải trình. Giới chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump bao gồm một số cựu quan chức, học giả và bình luận gia nói rằng trong khi Trung Quốc có nhiều điều phải trả lời, chính quyền Mỹ dường như đang tìm cách làm trạch hướng sự chú ý khỏi những gì bị cho là phản ứng chậm chạp của Mỹ đối với khủng hoảng. Một phụ tá của Hạ viện Đảng Dân Chủ cho biết Trung Quốc tiếp tục che giấu sự thật về đại dịch và cần có một nỗ lực quốc tế toàn diện để giải thích cho những gì đã xảy ra.
nhưng nguồn tin này nói chuyện với Reuters trong điều kiện giấu tên. Buộc tội Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phớt lờ nhiều thời gian để chia sẻ với Quốc hội về nguồn gốc của virus. Nếu chính quyền muốn Quốc hội hành động, họ nên ngừng ném đá và cho chúng tôi xem bằng chứng mà họ tuyên bố là đã có trong tay, người phụ tá đã nói. Trong cùng ngày 12 tháng 5, giới nghị sĩ Đảng Dân Chủ và Hạ viện Mỹ đã công bố gói ngân sách 3.000 tỷ đô la nhằm hỗ trợ các hoạt động ứng phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán và hỗ trợ tiền cho hàng triệu hộ gia đình ở Mỹ. Theo hãng tin thông tấn AFP, gói cứu trợ lớn nhất về viêm phổi Vũ Hán này dự kiến sẽ được bỏ phiếu trong tuần này nhưng đã bị Thượng viện phản đối vì cho rằng chưa cần đến. Trước đó, Mỹ đã thông qua gói cứu trợ 2.200 tỷ đô la vào tháng 3 và sau đó rót thêm 483 tỷ đô la cho một chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ bị thiệt hại trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ ý tưởng đàm phán lại thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo ngày 11 tháng 5 tại Washington. Tổng thống Trump nói rằng ông không ủng hộ chuyện mở lại các cuộc đàm phán với Trung Quốc về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà hai quốc gia đã ký vào đầu năm nay. Ngày 11 tháng 5 năm 2020, khi được hỏi về các báo cáo cho biết Trung Quốc đang muốn mở lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại đã ký với Mỹ vào hồi tháng 1 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố như sau: "Tôi không quan tâm đến điều đó, chúng ta đã ký kết thỏa thuận rồi." Và ông nói tiếp: "Không, không đâu, không một chút nào. Tôi cũng nghe thông tin đó, họ muốn mở lại các cuộc đàm phán thương mại để có một thỏa thuận tốt hơn dành cho họ." Nhà lãnh đạo Mỹ đã khẳng định không ủng hộ ý tưởng trên như vậy. Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 hồi đầu tháng 1 năm 2020 trong bối cảnh hai nước dính vào thương chiến và các đòn áp thuế tăng ăn miếng trả miếng giữa hai bên. Theo nội dung của thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1, Washington chấp thuận ngừng kế hoạch áp thuế đối với 155 tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, đồng thời giảm thuế quan còn 7,5% đối với 120 tỷ đô la hàng hóa. Đổi lại, phía Bắc Kinh cam kết trong vòng 2 năm từ năm 2020 và 2021 tăng mức mua hàng hóa và dịch vụ Mỹ nhiều hơn năm 2017 với tổng chênh lệch ít nhất là 200 tỷ đô la, trong đó bao gồm 40 tỷ đô la nông sản. Theo tờ báo New York Times, Trung Quốc đã tăng nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ sau khi thỏa thuận trên được ký kết, nhưng vẫn chưa đáp ứng được những kỳ vọng của chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và trang tin của tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc vào ngày 11 tháng 5 đã tiết lộ các cố vấn thương mại của chính phủ nước này đã thúc giục Bắc Kinh hủy thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 đối với Mỹ để đàm phán lại một cách thỏa thuận mới có lợi hơn. Đây là hình ảnh ông Miron, người đứng đầu bộ phận các vấn đề quốc tế của Phòng Thương mại Mỹ. Vài giờ sau khi bài báo của tờ Thời báo Hoàn Cầu, ngay trong ngày 11 tháng 5, các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã thông báo mua ít nhất 4 lô hàng đậu nành khoảng 240.000 tấn của Mỹ. Việc giao hàng bắt đầu vào tháng 7 năm 2020. Theo thỏa thuận giai đoạn 1, Bắc Kinh cam kết sẽ mua ít nhất 200 tỷ đô la hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong 2 năm tới. Glitter Wilhelm, cựu cố vấn thương mại Nhà Trắng, người đóng vai trò tích cực trong đàm phán Mỹ-Trung, cho biết Trung Quốc đã tuân thủ phần lớn các điều khoản trong thỏa thuận giai đoạn 1, bao gồm các quy tắc bảo vệ sở hữu trí tuệ. Mỹ không nên từ bỏ thỏa thuận này vì thỏa thuận đã mang lại những kết quả tích cực cho đến nay. Trước đó, Phòng Thương mại Mỹ vào ngày 8 tháng 5 đã hối thúc Bắc Kinh đẩy mạnh việc mua hàng hóa của Mỹ trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đang phục hồi sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán và cho rằng việc thúc đẩy mua sắm sẽ giúp ích cho cả hai nước và kinh tế toàn cầu. Người đứng đầu bộ phận các vấn đề quốc tế của Phòng Thương mại Mỹ, ông Miron Pilan nêu rõ, khi mà nền kinh tế Trung Quốc đang dần trở lại bình thường, chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ đẩy nhanh đáng kể hoạt động mua các sản phẩm của Mỹ, phù hợp với thỏa thuận giai đoạn 1 và tiếp tục đưa ra các biện pháp để mở cửa hơn nữa nền kinh tế. Điều đó sẽ giúp ích cho Mỹ, Trung Quốc và nền kinh tế toàn cầu. Một số chuyên gia lo ngại nếu tốc độ mua hàng chậm như hiện nay, Bắc Kinh khó có thể đáp ứng cam kết với Washington ngay trong năm đầu tiên. Đây là hình ảnh đoàn đàm phán của Trung Quốc và Mỹ cho thỏa thuận bước đầu được giải quyết tranh chấp thương mại. Nhiều người bày tỏ hoài nghi về khả năng Trung Quốc giữ cam kết này do nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Thực tế, GDP tháng 1 của năm 2020 của Trung Quốc đã giảm 6,8%, đánh dấu quý tăng trưởng âm đầu tiên kể từ năm 1992. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng tại Hồng Kông, các chuyên gia đã nhận định dịch viêm phổi Vũ Hán có thể khiến thỏa thuận thương mại giai đoạn 1
giữa Mỹ và Trung Quốc chết yểu. Khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng lên từ thành phố này, ngành kinh tế tư nhân Trung Quốc lao đao vì nhiều doanh nghiệp đóng cửa, tiêu dùng lao dốc. Do đó, nợ Trung Quốc sẽ phình to, tăng trưởng GDP cũng lao dốc. Chính quyền Bắc Kinh sẽ rất khó thực hiện cam kết mua hàng từ Mỹ theo thỏa thuận giai đoạn 1. Vào tuần trước, ông Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cảnh báo tăng thuế là một lựa chọn chắc chắn để trả đũa Trung Quốc vì cách ứng phó đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Ông chủ Nhà Trắng cũng cáo buộc Bắc Kinh giấu dịch khiến dịch lây ra toàn thế giới và tin rằng cách ứng phó của Trung Quốc đối với đại dịch là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh sẽ làm bất kể điều gì để khiến ông thất bại trong bầu cử Tổng thống vào năm 2020. Và rõ ràng qua những hành động trên, chúng ta thấy tại Mỹ hiện nay, điểm đồng thuận duy nhất giữa hai đảng trong vô số những điểm bất đồng của các đảng của Mỹ đó là bắt Trung Quốc phải chịu trách nhiệm đối với việc phải để đại dịch lây ra toàn cầu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Mỹ nói riêng và cả thế giới nói chung. Cả đảng Cộng Hòa và cả đảng Dân Chủ đều ủng hộ điều này. Còn với cá nhân Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đại dịch, vốn rất tự hào về sự đi lên của nền kinh tế, một điểm lợi thế cho chiến dịch tái ứng cử nhiệm kỳ 2 của ông, thì đại dịch viêm phổi Vũ Hán khởi phát từ Trung Quốc đã khiến bao nhiêu hy vọng của vị Tổng thống tan biến thành mây khói. Và ông Trump càng có lý do để trừng phạt Trung Quốc vào thời gian tới. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Năm ngày 14 tháng 5 năm 2020 với bản tin Mỹ trình đạo luật trừng phạt Trung Quốc vì che giấu viêm phổi Vũ Hán. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.